Trận đấu đầu tiên diễn ra tại Phú Thọ thì cũng là cái dịp để tôi cùng với ban huấn luyện kiểm tra và đánh giá một số cầu thủ mới chúng tôi chưa có cơ hội được test. Và vào ngày mai thì cùng với một số cầu thủ, có lẽ là cả một số cầu thủ quá tuổi nữa, chúng tôi sẽ có một cái trận đấu. Tôi nghĩ rằng tôi có thể là rút ra được nhiều kinh nghiệm sau trận đấu ngày mai. Thực ra thì về vấn đề đội hình thì tôi nghĩ là nó cũng không quá quan trọng đâu. Đội hình như thế nào thì nó chỉ 3-3 hay 3-5-2 thì nó chỉ là câu chuyện về con số thôi. Thì chúng tôi thì luôn luôn là có ít nhất là hai lựa chọn về cái sơ đồ, có những cái đối sách để làm sao đối phó được với lại chiến thuật của đối phương. Và quan trọng hơn đó là chẳng hạn như chúng ta mà đá hai tiền đạo thì hai tiền đạo phối hợp với nhau như thế nào, việc các cầu thủ ra sân và thể hiện những cái nhiệm vụ ở cái vị trí đó trên sân như thế nào mới quan trọng. Và chúng tôi thì cân nhắc tất cả những yếu tố đó để đưa ra cái quyết định về đội hình. Nhất là về cái vị trí trung vệ, chúng ta được biết là có những cái tên mà đã xuất hiện trên đội tuyển quốc gia như là Thanh Bình hay Việt Anh. Thực tế thì Thanh Bình cũng có thể đá được lệch trái. Hiện tại bây giờ thì chúng ta có cả Quang Vinh, cầu thủ thuộc biên chế của Đà Nẵng, hiện tại bây giờ bạn đang bị chấn thương và không thể tham gia được tập luyện được. Ở giải đấu ở Dubai, ở UAE thì chúng tôi cũng có thử nghiệm trường hợp của Quang Thịnh, hiện tại thì Quang Thịnh cũng đang gặp chấn thương và chưa tập được. Ngoài ra thì Tuấn Tài, cầu thủ của Đắk Lắk, thì bạn ấy vị trí sở trường của bạn ấy là hậu vệ cánh trái, nhưng mà thực tế thì bạn ấy cũng đã từng chơi và có thể chơi được vị trí trung vệ lệch trái rồi. Thế nên là dù sao thì chúng tôi cũng đang tìm ra những cái sự kết hợp ở trong đội hình để làm sao đưa ra được cái phương án tốt nhất về mặt nhân sự. Thứ hai là về cái vấn đề trong hàng tấn công, thì hiện tại bây giờ các cầu thủ quá tuổi hầu hết là thuộc hàng tiền vệ và hàng tấn công. Thì ngoài Tiến Linh ra thì ở lứa U22 thì chúng ta vẫn còn Lê Xuân Tú, còn Thanh Minh, và thực tế là ngay cả Hoàng Đức nếu mà cần thiết cũng có thể lên đá ở vị trí tiền đạo được. Nhìn chung là chúng tôi có tương đối nhiều option, tương đối nhiều sự lựa chọn. Và cái vấn đề quan trọng nhất thì tôi nghĩ là có nghĩa là chúng tôi chỉ cần thời gian để làm sao cố gắng tạo ra những cái sự kết hợp tốt trong đội hình thôi. Để mà nói về cái tình huống cố định ấy, thì nó cũng có rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Và trong tình huống cố định ấy, dù là cầu thủ tấn công hay là phòng ngự, thì mỗi cái vị trí ở trên sân ấy, đều có một cái nhiệm vụ rất là rõ ràng. Thực ra chúng ta cũng có những cái cầu thủ đã từng tập luyện rất là nhiều ở đội tuyển quốc gia, chẳng hạn như là Thanh Bình, như là Việt Anh, thì nhìn chung là họ đã nắm được về cái vị trí phòng ngự ở trong những tình huống cố định rồi. Tuy nhiên rằng một số những cầu thủ mới họ mới được tập trung, mặc dù là chúng tôi cũng đã đưa vào những cái bài tập rồi, các bạn cũng được tập rồi, nhưng mà có thể là các bạn cũng chưa quen. Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn thời gian, nên là cũng không có vấn đề gì cả. Nhìn chung thì các trung vệ của đội tuyển quốc gia, của đội chúng ta ở thời điểm hiện tại đã có thể hình rất là tốt. Thanh Bình hay Việt Anh hay là Hoàng Đức, Tiến Linh, họ là những cầu thủ rất là cao to, đặc biệt là thủ môn của chúng ta cũng có lợi thế về mặt thể hình. Nên là tôi cũng không nghĩ, tôi không cảm thấy rằng là chúng ta là yếu về bóng bóng.